Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề sử dụng máy tính, thì mình tiếp tục chia sẻ thêm các bạn về cái dòng laptop và dòng CPU để dùng cho laptop các bạn nhé. Để các bạn mới sử dụng máy tính hoặc là các bạn đang có nhu cầu về mua máy tính mới, các bạn có thêm thông tin các bạn tham khảo về cái dòng CPU thế hệ thứ 13 ở trên máy tính các bạn nhé. Rồi thì hôm nay thì tiếp tục các video. Như video trước đó thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ thêm các bạn cái con CPU i7 của Intel đó 13650HX đó, thế hệ thứ 13 các bạn nhé. Thì có khi hầu tố đằng sau là HX đó, đây cũng là cái dòng chip hiệu năng cao, chủ yếu là được dùng đến các cái dòng máy gaming đó, các máy các bạn dùng các cái công việc nặng chẳng hạn như là đồ họa đó. Thì con chip này nó sẽ có cái bộ nhớ đềm là 24 MB các bạn nhé, và cái xung cao nhất là lên đến 4.9 GHz đó, và số lõi là 14 lõi 20 luôn. Như các bạn thấy thì số lõi của nó rất là lớn nhé, 20 lõi và 20 luôn đó. Thì đối với cái dòng từ cái thế hệ thứ 12 trở lên ấy, thì cái số lõi và số luồng thì nó không đều nhau nữa đó. Chẳng hạn như từ cái thế hệ thứ 11 thứ 10 trở về trước ấy, thì cái số lõi ví dụ như là 2 lõi 4 luồng hoặc là 8 lõi 4 lõi 8 luôn đó, hoặc là 8 lõi 16 luôn, thì nó đều như vậy, các bạn nhân đôi lên đó. Nhưng mà sang thế hệ thứ 12 trở đi thì số lõi và số luồng nó có thể không đều nhau nữa đó. Ví dụ như đây 14 lõi thì nó chỉ có 20 luồng, và thường thường như các thế hệ trước thì 14 lõi, thì nếu như mà có cái chế độ siêu phân luồng ấy thì nó nhân đôi lên là thành 28 luồng, gọi là cái luồng ảo đấy. Đấy, như vậy là con chip này có hiệu năng rất là cao các bạn nhé. Đấy, 14 lõi này và 20 luồng. Ở đây thì mình sẽ chia sẻ thêm các bạn về cái cấu trúc của con chip thế hệ thứ 12 trở lên nhá, 12 và 13 đấy. Đó thì nó sẽ có cái cấu trúc rất là mới. Đó chẳng hạn như là đây, mình lấy cái hình ảnh này để mình chia sẻ thêm các bạn này. Đây nha. Đó, thì trong cái thế hệ thứ 12 trở đi và cả thế hệ thứ 13 này thì con chip của chúng ta nó sẽ có hai cái nhân, đó là nhân lớn và nhân bé các bạn nhé. Chẳng hạn nhân Bicore này này thì nó sẽ có gọi là nhân lớn, nó chuyên làm những cái công việc nặng, chẳng hạn như các bạn chơi game nặng hoặc là các bạn làm cái công việc đồ họa nặng chẳng hạn, thì các cái nhân lớn này nó sẽ đảm bảo cho cái công việc đó đó. Ở đây chẳng hạn như có là cái dãy phía trên là có bốn nhân lớn nhá, 1 này, 2, 3, 4 này, ở dưới cũng vậy luôn. Như vậy tổng cộng chúng ta sẽ có 8 cái nhân lớn ở đây đó, đấy là lấy ví dụ cho các bạn nhé. Và các cái nhân nhỏ là gọi là nhân Ecore, thì cái nhân Eco thì nó sẽ làm những công việc nhẹ hơn, chẳng hạn như là các bạn làm văn phòng này, các bạn đọc báo xem phim chẳng hạn, nghe nhạc chẳng hạn, thì nó có thể là nó chuyển sang cái nhân Eco này để làm công việc nhẹ nhàng và hiệu suất thấp hơn, thì nó sẽ giúp cho con CPU chúng ta nó sẽ tiết kiệm điện. Đấy, như vậy là trong cái thế hệ từ 12 rồi đi thì cái con CPU trên Intel nó đã được phân chia công việc ra. Chính vì vậy mà CPU thế hệ 12, 13 thì cái hiệu năng nó cao hơn, cái khả năng tiết kiệm điện tốt hơn, và đặc biệt là nó sẽ có nhiều nhân và nhiều luồng các bạn nhé. Đó, cái CPU mà càng nhiều nhân thực ấy, thì nó sẽ càng mạnh. Đó, thì mình vừa chia sẻ các bạn về cái phần B Cori và E Cori nhé. B Cori là cái nhân lớn, còn E Cori là những cái nhân nhỏ, hiệu suất thấp hơn. Rồi, thì trong cái phần mà ở đây mình có cái hình ảnh về một cái Cori i7 các bạn này, cái thùng cái hộp đựng Cori i7 ở trên máy bàn thôi. Đó là một cái phiên bản thế hệ thứ 12 đó, các bạn hình dung nhé. Rồi, bây giờ để chính xác cái thông tin này thì các bạn có thể search ở trên trên mạng nhé, các bạn vào Google hoặc là Chrome, các bạn search cái thông tin của cái con chip này. Đó, chẳng hạn như bây giờ mình mở Google lên này. Đây nhá, mình gõ vào là i7 đi, 13650HX chẳng hạn. Đó. Rồi, sau cái bản gọi như thế này thì chúng ta sẽ nhấn Enter nhá. Thì các bạn lúc này các bạn kéo xuống xuống dưới để chúng ta tìm kiếm cái thông tin liên quan đến cái con chip này. Chúng ta sẽ vào trực tiếp cái trang chủ của Intel luôn để các bạn lấy thông tin nhé. Bởi vì cái thông tin ở trên trang chủ Intel thì nó sẽ chính xác hơn. Ở đây các bạn tích vào đây này. Rồi, chúng ta đã vào cái trang intel.vn. Thì ở đây họ có nói rằng là cái bộ nhớ đềm là 24, rất là lớn. Thì cái con chip nào mà có cái bộ nhớ đềm này càng lớn ấy, thì con CPU nó sẽ càng khỏe và nó chạy càng nhanh các bạn nhé. Đã xử lý dữ liệu càng nhanh. Chúng ta kéo xuống dưới thì đầu tiên là phần thiết yếu, chúng ta sẽ có một số cái thông tin. Đó, bộ sưu tập sản phẩm là bộ xử lý Core i7 thế hệ thứ 13 này. Đó, tên mã là Raptor Lake, trước đây của các sản phẩm.
Đấy, phân đoạn thẳng là mobi. Đấy, mobi có nghĩa là chúng ta sử dụng cho thiết bị di động đấy. Ở đây chủ yếu là chúng ta dùng cho laptop thôi. Đó, số hiệu xử lý là i7-13650HX. Đó, các bạn cứ để ý là có cái chữ H là con chip nó được có hiệu năng cao rồi. Đó, có thể sử dụng cho các cái công việc nặng. Đó, thuật in thạch bản là in theo 7. Đó, in theo 7 tức là cái kích thước của nano các bạn nhé. Con nano bán dẫn ở trong cái con CPU ấy. Thì trong cái thế hệ thứ 13 và thế hệ thứ 12 ấy, thì Intel đã chuyển từ cái kích thước 14 nanomet đã sang 10 nanomet. Đó, thì Intel 7 là cái kích thước 10 nanomet. Thì con chip của chúng ta nó đã có cái kích thước bán dẫn ở trong cái con CPU nó để giảm xuống đó các bạn, thì giúp cho con chip của chúng ta nó sẽ tiết kiệm điện hơn và khả năng xử lý nó sẽ nhanh hơn. Rồi, giá đề xuất cho khách hàng là 485 đô. Đó, thì chúng ta sẽ search xem thử là bây giờ tỷ giá USD là bao nhiêu, để mình sẽ tính cho các bạn xem là bao nhiêu tiền nhá. Tỷ giá này. Đó, tỷ giá USD này, đây mình bấm vào đây. Rồi, ở đây thì 1 đô la Mỹ tức là 1 USD ấy, thì có giá là 23.681,5 đồng. Ở đây mình sẽ lấy cho nó là 23.6 đi. Nói chung thì đô la Mỹ thì nó có lên có xuống nhưng mà cái phần dao động nó không nhiều lắm các bạn nhá, 23.6 này. Chẳng hạn như thế đi. Đó, thì bây giờ mình sẽ lấy cái máy tính lên mình tính này. Rồi, đây là giá bao nhiêu? 3485 USD. Đó, thì chúng ta sẽ tính lên 485. Rồi, tiếp theo là nhân này. Nhân với lại 23.6 đây. Đó, rồi mình bấm vào bằng này. Đó, như vậy là cái con chip này có giá dao động trong cái khoảng từ 11 triệu 400 ngàn các bạn nhé. Có thể là thấp hơn hoặc là cao hơn một chút. Đó, 11 triệu 400 ngàn. Đấy, thì giá rất là cao. Còn i7 13.650HX. Và các bạn cũng lưu ý là có một số cái con chip ở trên laptop thì nó sẽ đắt hơn cả cái con chip ở trên máy tính bàn các bạn nhé. Ví dụ như là cùng so sánh cùng đời luôn. Chẳng hạn như là cùng i5 đời 12 hoặc là i5 đời 13 luôn. Hoặc là i7 đời 12, i7 đời 13. Sẽ cùng đời trên cả laptop và cả trên máy tính bàn, thì có lúc là con chip ở trên của máy tính bàn của laptop nó sẽ đắt hơn cả con chip ở trên máy tính bàn này các bạn nhé. Rồi, như vậy là số lõi của chúng ta phần thông tin kỹ thuật nó rất là quan trọng này. Các bạn thường thường hay quan tâm đến cái vấn đề này là khi các bạn nâng cấp CPU hoặc là khi các bạn đi mua laptop mới thì các bạn phải tham khảo cái con CPU này nó sẽ có bao nhiêu lõi, bao nhiêu luồng. Số lõi càng nhiều thì con CPU của chúng ta nó sẽ càng khỏe. Số lõi đây là 14 lõi và số luồng là 20, rất là lớn. Và số nhân B gori là 6, 6 nhân. Số nhân E gori là 8 nhân. Đấy, như vậy là cái E gori thì nó sẽ nhiều hơn cái B gori. Đó. Và các bạn để ý rằng là cái nhân B gori này này thì nó sẽ có siêu phân luồng nhé. Còn cái E gori này thì nó không có siêu phân luồng. Đấy, như vậy là B gori này siêu phân luồng thì chúng ta sẽ nhân đôi lên là 6 nhân 2 là 12. Đó, 12 mà cộng với cái E gori là 8 nữa là thành 20. Đó, như vậy là các bạn biết tính phần này là 20. 20 luồng ảo. À, 6 nhân 22 cộng với 8 nữa là thành 20. Rồi, tần số turbo tối đa. Đó, thì cái phần này chúng ta sẽ có cái phần là turbo của B Gori là tối đa là 4.9, còn turbo tối đa của E Gori là 3.6. À, cái E này, E Gori là cái nhân tiết kiệm điện các bạn nhé. Cho nên là cái xung của nó sẽ thấp hơn 3.6. Rồi, bộ nhớ điểm 24. À, công suất cơ bản là 55W. À, tức là các bạn sử dụng bình thường thì cái công suất của con CPU này nó sẽ dao động trên dưới 55 thôi. Có lúc là nó xuống dưới hoặc là có lúc nó lên từ 60, 70 chẳng hạn, hoặc là 80 gì đó, hoặc là xuống dưới khoảng 45 gì đấy. Công suất được đảm bảo tối thiểu là 45, tức là cái công suất thấp nhất của nó là 45, còn trung bình khi các bạn sử dụng bình thường thì khoảng 55 nhé, còn tối đa ấy là 157W. Đó, khá lớn các bạn nhé. Đó, thì đối với một con chip CPU của laptop mà cái công suất 157W thì cũng nếu như mà chúng ta sử dụng với cái công suất này thì nó cũng tốn khá nhiều điện đấy các bạn. Nhưng mà theo mình nghĩ thì ít khi mà công suất chúng ta đạt được cái công suất tối đa như thế này, trừ trường hợp là các bạn làm những công việc gì rất nặng hoặc là các bạn test máy chẳng hạn thì chúng ta thường thường mới kéo lên cái công suất này thôi, còn rất ít khi chúng ta kéo lên được như thế này nhé. Rồi, được ra đời vào quý 1 2023. Đó, thì tức là đầu năm năm nay 2023. Đó, thông số bổ nhớ là cái dung lượng RAM tối đa là 128 GB, rất là lớn. Đó, và có hỗ trợ là 4 RAM DDR4 3200 hoặc là DDR5 bit 4800. À, cũng rất là tốt đó các bạn nhé. À, nhưng mà theo mình thấy thì cái dòng HX này thì cái hiệu năng nó sẽ khả năng là nó sẽ thấp hơn so với hỗ trợ RAM nó kém hơn so với cái dòng H các bạn. Và các bạn có thể tham khảo thêm cái dòng thế hệ i7 của dòng H nhé. Hoặc là trong video tiếp theo đây mình sẽ chia sẻ các bạn thêm cái dòng i7, dòng H ở trên laptop.
Rồi về cái phần bộ đồ họa bộ xử lý tích hợp ở trên cái con CPU này thì đó là UHD dành cho thế hệ thứ 13 đó, và cái độ phân giải xuất ra ở HDMI thì 4K, còn ở dạng DB thì cái phần này là 8K. Đấy, cái phần ở dưới này còn nhích hơn một chút các bạn này. Rồi những thông tin khác thì các bạn có thể tham khảo thêm ở trong này nhé. Đấy, những thông tin bảo mật hoặc là độ tin cậy các bạn tham khảo thêm. Đó thì mình vừa trao đổi các bạn một số thông tin rất là cơ bản liên quan đến con chip CPU Core i7 thế hệ 13HX ở trên laptop hiệu năng cao. Đó, và cũng giải thích cho các bạn thêm những cái phần số loại, số luồng ở đây. Vì sao để có cái số loại là 14 mà số luồng lại là 20 và chúng ta không nhân lên là 28. Đó, nguyên nhân là có cái loại B và loại E này thì nó sẽ khác nhau. Đó thì mình vừa chia sẻ thêm. Rồi, bây giờ thông qua video này mình sẽ chia sẻ thêm về cái phần những cái laptop mà nó sử dụng cái con chip này nhá, để các bạn tham khảo thêm giá cũng như là xem là cái hãng nào nó sản xuất cái con chip này, cho gắn lên laptop của con chip này nhá. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái vào lại cái phần này. Đây chẳng hạn như mình đã vào i7 13HX này. Đó, ở đây này. Rồi mình vào cái phần hình ảnh xem thử có gì không. Ở đây nó sẽ có một số cái con chip ở đây này, i7. Sang cái phần tất cả nhá. Đó. Rồi thì ở đây có một số nơi họ còn bán đấy các bạn này, mình lúc nãy là mình quay lại nhưng mà bây giờ nó lại hiện sang bên này. Ví dụ như là ở trên Shopee còn bán cái con này. Có đúng là ở đây Shopee này 22 triệu 590 ngàn nha, mình tích vào đây xem thử này. Các bạn có thể lên trang chủ Shopee các bạn tham khảo giá cũng được, hoặc là các bạn có thể vào các cái trang bán hàng trực tiếp ở trên trên mạng internet luôn đấy, các cái cửa hàng lớn các bạn vào các bạn tham khảo giá nhé. Thì ở đây con Dell G5530 này, Dell Gaming luôn các bạn nhé. Những cái dòng chip khỏe như thế này thường thường người ta trang bị ở trên laptop gaming thôi. Đó, i7 13650HX này, card RTX 04 4060 8 GB, cái dòng thế hệ thứ tư mới nhất. Đó, RAM 16 GB và ổ cứng 1T. Đó, màn hình 15,6 inch Full HD, tần số quét là 165 Hz. Đó thì những cái con laptop mà sử dụng cho gaming này thì cái tần số quét nó phải lớn các bạn. Và thường thường là mình thấy là thường từ 100 Hz trở lên. Thì khi các bạn chơi game thì hình ảnh nó mới chạy mượt được và các bạn chơi game nó bị giật lag nhé, các bạn chơi nó mới chính xác được. Đó, ở đây họ có ghi rõ là laptop chơi game và đồ họa này, thì con này các bạn dùng về làm chơi game và đồ họa thì rất là tốt rồi, bởi vì cấu hình nó rất là tốt các bạn nhé. Ở đây mình quay cho các bạn xem một số hình ảnh ở đây này, cửa hàng họ chụp lên đây rất là hầm hố và rất là gaming các bạn nhé. Đây họ chúng ta kéo xuống dưới thì chúng ta sẽ tham khảo thêm một số cái thông tin mà cửa hàng họ chia sẻ dưới này. Đó, ở đây các cấu hình chi tiết ở đây các bạn tham khảo thêm ở đây nhé. Đấy, ngoài ra thì còn có rất là nhiều cái dòng laptop nữa đấy, còn sử dụng cái con chip này. Đó thì các bạn tham khảo trên mạng nha, nếu các bạn đang có nhu cầu mua về cái dòng là gaming đồ họa, con chip hiệu năng cao và dòng cao cấp đấy của Intel đấy, thì các bạn cứ vào các bạn tham khảo thêm nhé. Rồi mình sẽ vào đây mà lại mình xem thử là có cái cửa hàng nào họ bán ở đây nữa không. Đó, chẳng hạn như đây này có một số cái cửa hàng họ bán ở đây nữa này. Đấy các bạn vào đâu cũng được. Chẳng hạn như vào cái con gaming này, chẳng hạn này laptop gaming Asus này. Đó, mình quay cho các bạn thêm một anh ở đây nữa. Đây, Asus G16 này, i7 31 3650HX cũng cấu hình tương tự như thế. Đấy nhưng mà ở hàng Asus. Đó, rất là nhiều nhá. Đấy, có cái cấu hình rất là mạnh và có giá là 39 triệu 490, nói chung là cũng gần 40 triệu rồi. Giá khá cao đối với những cái con chip mới như thế này. Đó, thiết kế rất là đẹp các bạn nhé. Máy gaming thì thiết kế khỏe khoắn, hệ thống tản nhiệt tốt và rất là hầm hố luôn, rất là cứng cáp luôn. Rồi thì mình vừa chia sẻ các bạn thêm một số thông tin về cái dòng chip ở trên laptop nhé. Rồi, trong thời gian vừa qua thì mình có chia sẻ được một số video về cái cách sử dụng điện máy tính của mình cũng như là một số thông tin liên quan đến vấn đề sử dụng máy tính dành cho các bạn mới sử dụng lần đầu. Thông qua video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truy cập vào cái kênh của mình để các bạn tham khảo thêm nhé. Sau khi các bạn mở trang chủ của YouTube ở trên máy tính ấy, hoặc là trên điện thoại, các bạn gõ vào phần tìm kiếm này, các bạn gõ vào là khám phá cuộc sống TV nhé, các bạn gõ không dấu nhé. Sau đây các bạn kích vào cái phần kính lúp này để chúng ta tìm kiếm. Đây là kênh của mình các bạn này, khám phá cuộc sống TV, các bạn kích vào hình avatar.
Và sau khi truy cập vào cái kênh của mình thì các bạn kích vào cái mục trang chủ này nhá. Và các bạn kéo cái thanh chuột bên này lên xuống này, các bạn tìm kiếm các cái chủ đề mà các bạn quan tâm. Và chẳng hạn như trong này mình có để các cái mục đó là hướng dẫn sử dụng máy tính để cho người mới bắt đầu. Và thì trong cái phần này thì mình chia sẻ rất là chi tiết để các video chủ yếu là dành cho các bạn mới sử dụng máy tính lần đầu, về cái cách sử dụng laptop, cách sử dụng máy tính bàn, sử dụng bàn phím, sử dụng chuột vân vân. Và các bạn tham khảo thêm ở cái phần này nhá, hướng dẫn sử dụng máy tính cho người mới bắt đầu. Rồi. Tiếp theo là phần dưới là hướng dẫn sử dụng Word này, dành cho các bạn mới sử dụng Word, chẳng hạn như là cách gõ tiếng Việt, cách soạn thảo văn bản, cách định dạng văn bản để các bạn phục vụ cho công việc của mình. Và các bạn kéo xuống dưới các bạn tham khảo thêm các cái mục khác này nhé, hướng dẫn sử dụng PowerPoint để trình chiếu này, hướng dẫn sử dụng máy in để in văn bản, chúng ta phục vụ công việc này, và các cái mục khác này các bạn nhé. Rồi, mình xin dừng video tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn sử dụng máy tính thành công cũng như là mua được những con cho mình chiếc laptop để phù hợp với cái công việc và điều kiện kinh tế của gia đình để các bạn thực hiện tốt cái công việc của mình nhé. Sau video này bạn nào của bạn đi thì các bạn cần chia sẻ để các bạn tiếp tục comment ở dưới nhá. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn.